lồn, mà vừa ốm, mà còn lúc đó còn đen nữa. Đi hai chú lắm. Em ở cạnh tường các bạn ấy giống như đứa ưới á. Em còn nghĩ là hôn là không có bầu. Hello Kitty. Yeah. Chào hai em. Giới thiệu về mình đi nào. Em xin kính chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Mai Hồng Nguyên, năm nay là 27 tuổi. Nghề nghiệp em là tư vấn dịch vụ ô tô. Thế còn bánh kem? Em tên là Phạm Thị Hồng Nhung, em cũng 27 tuổi. Rồi sao trẻ hơn cái tuổi quá trời quá đất. Dạ. Làm gì Nhung? Dạ em làm nhân viên IT. Thì ngày hôm nay tụi em định tham dự chương trình vì lý do là bạn chồng em cực kỳ mê cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cho nên là mà bạn chồng em thì không đủ tuổi nữa, cho nên là em quyết định là phải trói trong lọ mặt vào trên truyền hình. Nói chung là anh rất là nói chung là anh rất thích em bởi vì em rất thật lòng. Dạ. Và vợ chồng em đến đây tham dự chương trình này là bởi vì chồng em rất thích chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em ơi, hình như em là đến từ Huế đúng không? Quê gốc của em là Nghệ An. Nhưng mà còn em là Sài Gòn đúng không? Dạ không, quê gốc của bố em á là ở Thanh Hóa. Sao giọng Đồng Nam hay quá vậy? Nhưng mà em đẻ cho ông đây. Đẻ đó. Trong này đó. Cho tôi nghe giọng tưởng đâu. Bình Dạ. Hai bạn quen nhau là như thế nào? Có phải là bạn này đi mua xe gặp bạn này cua không? Dạ không. Thì cách đây á là hơn 12 năm. Hai đứa em là lên cấp 3 học chung lớp. Bạn này á lúc đó là nhỏ, nhỏ lớp lớp mà vừa lùn, mà vừa ốm, mà còn lúc đó còn đen nữa. Đó. Giờ đẹp rồi, giờ em đẹp. Ừ, giờ đẹp rồi. Hồi đó là ấn tượng về chồng em là cao, ốm, tóc bồ lưỡng, đi súng hai cái răng. Súng hai cái răng. Súng hai răng nào? Dạ, răng cửa. Kể xong rồi hay cười lắm. Em ở cạnh tường cái bàn này giống như đuôi ưới á. Rồi đã súng mà còn hay cười đúng không? Dạ. Rồi từ khi nào mà hai em mới quen nhau? Lên học đại học. Lúc đó là bắt đầu quen. Thế thì yêu nhau có chia tay chia chân gì không? Dạ có hai lần ấy. Một lần là sau khi yêu một tháng. Với một lần là sau khi được 4 năm gì ạ. Mà ai là người chủ động đòi chia tay? Dạ rồi lý do gì? Dạ giống như có cảm giác giống như là yêu mà giống như mình không có làm gì hết. Nó gọi là giống mình yêu nhau mà giống như anh em vậy đó. Không có chán lắm. Chị em dạy đó. Dạ đúng rồi. Nắm tay có gì đâu. Dạ không. Không có gì hết á. Chưa. Má chưa. Không luôn. Đúng là chán thiệt. Xong rồi cái vợ em á khóc quá trời. Em đòi chia tay cái gì? Dạ đúng rồi. Cái lý do gì sao em cho làm đại cho rồi đi. Em đâu có biết gì đâu chị. Em còn nghĩ là hôn là có bầu. Trời. Ủa lúc đó là lớp mấy rồi? Dạ năm nhất đại học. Bộ hai đứa sống trong rừng. Tại em coi phim á. Cứ hôn nhau xong nó thấy có bầu à. Cứ hôn nữa làm gì nữa mất bầu chứ. Đâu biết. Trong đâu thấy đâu em biết. Ông xã là ức chế cho nên thôi nghĩ chia tay cho chia tay đúng không? Dạ. Rồi sau đó chắc là cho làm gì đó cho nên mới quen lại đúng không? Dạ không thì không, khóc. Sau đó là mùng 2 Tết á. Cái là tối mùng 2 Tết là em lên nhà vợ em. Đó em mới kêu thôi hai đứa mình thử yêu lại coi. Thử yêu lại coi cảm giác nó khác không? Đó thì có gì không? Dạ thì em ngồi nói chuyện buổi tối đó với bố mẹ vợ em. Xong rồi cái khi ra về á thì vợ em ra cổng tiễn em về. Cái là em đòi hôn vợ em. Rồi trong lại bắt đầu là mình yêu lại đó. Lúc đó là bắt đầu có cảm giác là tại hung rồi cho nên cảm giác nó khác. Rồi mình xuống dưới cùng chơi. Dạ có chứ. Một cái. Hôn một cái à. Rồi cái lần thứ nhì chia tay là cách 4 năm sau. Dạ. Lý do? Lý do là chồng em cảm nặng với một cái bạn cao hơn em, xinh hơn em. Lại còn mãi lũng đông tiền nữa. Nhìn vậy không dễ thương bằng em đâu, sẽ đẹp hơn em. Nói chung là bạn đó nhìn thấy nhưng mà đẹp. Đẹp mà giống như là có duyên hơn á. Rồi ai là người chủ động chia tay? Chắc bên này. Dạ, đợt đó là tự nhiên chồng em không có chơi điện tử nữa. Cái xong rồi thì lơ lơ mình, cái em cũng chán quá rồi. Cái em cũng nghi, cái em hỏi chồng em á, ủa anh nó cảm nặng có nào vậy? Cái chồng em nói thiệt. Thì xong rồi em cao cậu cảnh sẽ ổng. Sao nữa? Cao cậu cảnh sẽ. Rồi thì em nói thì thôi bộ nắm chạn rồi em cũng chạn cho nên là chia tay đi. Thì xong rồi em đề nghị lại là thôi từ từ đi, năm cuối đại học của em cho nên là từ từ chia tay thì anh cua được cô đó thì cua, mà không cua được thì thôi. Từ từ hãy chia tay để cho vợ em tập trung để năm cuối thi tốt nghiệp á. Dạ đó. Thì từ từ hãy chia tay. Để thi cho nó yên ổn á. Rồi xong cuối cùng sao? Mấy tháng sau á thì em thấy bạn này là hình như có cảm giác là muốn quay lại với mình á. Rồi là hình như hết với bạn kia rồi cho nên là thôi em quay lại với anh này. Đúng rồi, phải thương hơn thôi. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa kết hôn?
Đây này đếm nhiều như vậy. Có phải là do cái tiếng bảo của ai cưới không? Chà có tiếng bảo của giai thương. Ôi bảo, bảo giai thương. Giai thương. Bảo của giai thương. Tức là em mới đòi cưới là vì em ra đi làm trước và em ra trường sau. Vợ lúc đó thì cũng chưa ổn định á, em đòi cưới mà vợ em không có chịu. Xong rồi cái phần này đem vợ đó vợ em nói. Sao ký? Trong em nói em cưới Mỹ Lan em không có chịu. Cái lần đó em chơi game thẳng một chuyện du lịch đi honeymoon ở Thái Lan cho tổng cục với Thái Lan tổ chức. Kỹ xong rồi em nói chung em chết rồi, giờ thẳng rồi làm sao mà điều kiện là phải có giấy đăng ký kết hôn mới được đi. Kỹ xong em nói chồng em á, giờ em chơi thẳng rồi cũ lo về á mà nói với mình, về xin bố mẹ em cho mình làm đăng ký kết hôn đi rồi năm sau mình cưới, không hả em không được đi chơi hả, em không chịu đâu. Em có backup sẵn plan rồi. Là em nói cho em biết một cái giấy cam kết là có rất là nhiều điều khoản. Em nhớ không nhầm á là nó dài một trang A4 này luôn, mười mấy điều luôn à, nhưng mà chỉ nhớ được. Nhớ nhất là không được có bầu trước khi cưới mà đã quyết định yêu thì phải cưới. Không được bỏ giữa chừng. Có nghĩa là chúng vì bé, cái đã, chúng vì cái honeymoon đó đó mà chúng quyết định đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà đi đăng ký kết hôn thì sợ phạm quy cho đó. Nên là đưa một cái nội quy trước rồi ký vô mới được. Rồi nhưng bây giờ mà mình hỏi xoáy vào cái vấn đề luôn nè. Cái chuyến đi honeymoon đó có moon không? Đúng rồi. Không có hình này không luôn hả? Không, chỉ có hình này chứ không có moon. Hụt hẫng gì? Dạ. Hình này không có moon. Dạ, tại vì nội quy đưa ra rồi, đâu dám làm gì đâu. Rồi rồi bao lâu sau cái chuyến đi đó rồi thì mới moon? Dạ, sau đó chắc 6 tháng rồi. Có vui không? Dạ vui. Ai là người chủ động? Chồng em, nhưng mà tại tụi em không có kinh nghiệm á. Hung mà còn có thai mà. Thì thật ra đến giờ tụi em cũng hung chứ nó chưa nhuần nhuyễn lắm. Vẫn chưa nhường nhuyễn lắm rồi. Mấy năm rồi? Hai bên luôn. Dạ, ít năm rưỡi rồi. Mà cũng chưa nhường nhuyễn luôn. Sao quân của ai mất lại? Mấy hả? Tức chưa đúng không? Tức luôn. Dạ. Tức không em? Có, dạ. Có em kể cũng... chi tiết mình đi. Trời ơi. Khó quá, bỏ qua rồi. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Em thiệt. Rồi, còn dở mộng gì về người đàn ông này không? Trong em được cãi là cứng em như cứng chừng vậy á. Cái gì cũng chiêu hết á. Nhưng mà nhiều lúc em cũng cảm thấy khó chịu nhiều cái. Nhưng mà em chỉ nói là cái vấn đề là uống thuốc kháng sinh hơi bị nhiều. Nhưng hơi nhức đầu tí uống thuốc. Hồng mới rát rát tí uống thuốc. Sổ mũi mới rát rát uống thuốc. Cái gì uống thuốc á? Cái gì uống thuốc? Tức là chồng bị nghiện thuốc đúng không? Bị nghiện thuốc luôn á. Lúc đầu thì mới về thì em cũng nghĩ chuyện đó bình thường. Cái xong rồi, hôm nay ông về con khen cái con nhỏ bán thuốc mà tay nữa. Trời ơi. Cái xong rồi em tức quá, cả nguyên một vóc rồi nè. Em mang vào trong nhà vệ sinh em nhẹm hết trơn. Vẫn chưa hết. Cái xong rồi em tức, em nói chứ. Không phải được rồi. Bữa đó là nè chưa chung đi cái đó. Em dọa, em grab cao mặt nó ra. Grab cao mặt con bạn thuộc mà đụng ở một tiệm là thôi. Con mẹ bạn thuộc cũng xinh lắm. Khu lắm. Như vậy là cố tình. Mình thì ít mà giả bộ thì nhiều đúng không? Đúng rồi, em nghĩ giọng dày luôn. Thậm chí là thèm bệnh lắm luôn á. Yeah. Rồi bao lâu thì mà em mới hết uống thuốc của cái cô đó? Thì bây giờ em hạn chế rồi. Có nghĩa là uống thuốc. Uống thuốc nhiều. Uống thuốc nhiều mà không phải là có cái mục đích đúng. Đúng rồi, đó. Đó, rồi còn gì nữa? Thật ra tình em hơi mê chơi chút. Chỉ tính á. Kỹ sống rồi đến tối về thì em muốn rủ chồng đi chơi. Rồi em cũng hay đi du lịch nữa. Thích dẫn chồng đi chơi như vậy. Mà chồng cứ chuyện đi. Kỹ chồng em cứ suốt ngày nói em là kiềm chế bớt. Kỹ suốt ngày cứ cái chữ kiềm chế á, nó ám ảnh em luôn. Nó làm cho em cảm thấy nó bức xúc lắm. Có lần ha em râm em nói không có kiềm chế gì hết nữa. Có nghĩa là chồng em tạo cho em một cái sự dị ứng với cái chữ kiềm chế, cái hai cái từ kiềm chế đúng không? Dạ. Em tức lắm bộ. Rồi tức thì để đó đi bây giờ. Cô vợ em có tiếng xấu gì không? Rất là quy tắc. Ví dụ như chồng là phải làm đám cưới cho vợ thành hình tráng, rồi cưới xe hoa đó, chồng phải chở vợ, không để người khác chở. Mà ở dưới quê em mà đi kiếm xe để mà từ mình lái thì hơi khó. Chỉ có xe bò thôi. Dạ đúng rồi. Xe bò thì lái được. Đó. Nhưng mà cuối cùng là cũng phải năn nỉ được cái ông chủ xe đó để cho mình lái. Nhưng mà ông ngồi sau lưng hai đứa chứ không cho hai đứa tự thuê xe không. Rồi gì nè? Ví dụ như là em đi nhậu về, quy tắc là khi mà về là phải tự thay đồ được, không có thay đồ giùm. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi ở nhau như thế nào? Thường á là em ra quy định á là một năm á thì có thể là đi chơi hai lần, nhưng mà vợ em á thì năm vừa rồi đi 4-5 lần luôn. Mà đi 1 năm cứ đăng, là 2 lần. Đúng rồi, cứ đăng ký cho em là ép em đi suy nghĩ việc phải đi mong muốn thay đổi là bớt mê chơi lại, bớt đi du lịch lại. Dạ đúng rồi. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì thêm nữa?
Nói chung là vợ em thì cũng ok rồi. Thì có nhiều rồi. Dạ, bớt nhiều lịch thôi. Rồi còn em, người đẹp. Bệnh uống thuốc lại. Xong rồi dặn em đi chơi nhiều nhiều trước. Nào cái tiệm thuốc tây của cô đó đem đi chỗ khác thì chắc là anh hết bệnh luôn đó. Trời ơi, hai bạn này dễ thương quá trời luôn à. Chị chỉ mong là hai bạn lúc nào cũng vô tư vui vẻ như thế này trong cuộc sống vợ chồng. Thực ra là hai bạn này có đều có mong ước cùng một cái điều, nhưng mỗi người ước một kiểu. Chồng thì ước cho vợ là bớt đi chơi lại, còn vợ thì ước là chồng đi chơi với em nhiều nhiều một chút. À. Đó thì thành ra cái này hai bạn tự điều tiết nha. Rồi bây giờ hai bạn đến đây ngày hôm nay, ngoài cái chuyện đến đây để mà giao lưu trò chuyện, thì hai bạn còn có mong muốn là có một em bé không? Dạ có. Dạ. Thì anh xin chúc cho hai em là sau khi ra về sẽ có một tin vui, một em bé kháu khỉnh sẽ chuẩn bị sẽ xuất hiện trong nhà của hai bạn, sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hai vợ chồng. Dạ. Càng thêm kháng khích nha. Dạ. Hai vợ chồng em cũng cảm ơn Quốc Thạch. Dạ. Dạ là ngày mai là sinh nhật của chồng em, thì em muốn tặng cho em chồng em một cái bánh sinh nhật. À vậy hả? Dạ, chúc mừng sinh nhật chồng. Năm sau nhà mình ba người dẫn nhau đi chơi. Hay quá. Rồi đó, vợ đứng lên tặng chồng đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ôi, dễ thương quá à. Trong đám anh em mình có thằng nào cua được con nhỏ này nè, là có thưởng nè. Trong lòng em không muốn chia tay ảnh. À, vừa rồi là anh chị đã tiếp cặp vợ chồng, đó chính là anh đó là kỹ sư nông nghiệp. Nhưng mà nhìn hai em thì anh nghĩ anh đoán thôi nha, chắc hai vợ chồng em cũng phải ít nhất thì cũng phải một là kỹ sư, hai là giáo sư rồi, đúng không? Bởi vì hai người nó hai cặp kính quá dày mà. Rồi mời hai em giới thiệu về mình, coi anh đoán đúng không nha. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào quý khán giả. À. Em tên là Nguyễn Văn Huy, năm nay 27 tuổi, em là đầu bếp và cũng có sư. Mà đại sư, đại chả, sư. Chảm phong đại sư. À, dạ. Chảm phong đại sư. Chảm phong đại sư là sao? Là chép gió. Chép gió. Anh Thuận đoán quả là hay. Hay quá. Bây giờ đến một... em nè. Bây giờ này, dính nè. Một là giáo sư, hai là kỹ sư, ba là kiến trúc sư. Đó, mời em. Dạ, chào anh chị và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thùy Dung, em năm nay 28 tuổi. À, em là nhân viên văn phòng. Rồi, chất quớt luôn. Anh đùa thế thôi, đi cho hai em bớt căng thẳng. Anh muốn hỏi cô dâu là cô có căng thẳng không vậy? Dạ, em thấy cũng hơi hồi hộp ạ. Hơi hồi hộp đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ cho một tràng pháo tay để cho cô dâu bình tĩnh nè. Rồi, hai em cho anh biết là tình yêu của hai em bắt đầu từ đâu? Đơn giản quá, bên văn phòng ta tổ chức tiệc, ta qua bển ta ăn. Đó, đúng không? Vậy không, tụi em làm chung công ty. À, chị với em đoán hay quá. Đúng rồi, nãy giờ nó tức quớt không à. Rồi, tụi em quen nhau như thế nào? Dạ, lúc đó thì em đang làm bếp. Thì lúc đó mới vô nghề thôi. Cứ đi lung tung tính thì lôi chôi lóc chóc, chạy chỗ này chạy chỗ kia, nhưng mà được cái ám gái. Thế là cứ chạy vòng thì có mấy cô phục vụ rất là đẹp. Thì đi xuống ăn cơm thì tán tỉnh thì cô này trên văn phòng xuống, mặt thì lúc nào cũng hâm hâm vậy. Xong mà mấy anh em làm chung thì mới gọi là thách thức, giờ là trong đám anh em mình có thằng nào cua được con nhỏ này nè. Ồ, khó khăn. Là có thưởng nè. Lúc đó mình cũng đâu có thật lòng là muốn là quen. À. Thì cứ coi có dính hay không, con nào dính trước thì thằng đó có tiền. Thì xong rồi trải qua cũng nhiều chuyện nữa thì tự nhiên là mình có tình cảm thật. Em có thích ảnh liền không? Dạ không, tại vì em lớn tuổi hơn chồng em đến 2 tuổi. Còn ảnh thì tính tình lúc đó rất là bồng bột rồi trẻ con. Thì em không nhắm tới, nhưng mà em vẫn đi chơi, vẫn hẹn đồng ý cà phê như là những người đồng nghiệp với nhau. Dạ. Nhưng mà đến bao lâu thì anh ấy mới chinh phục được em? Dạ một năm á anh Thuận. Tụi em yêu nhau bao lâu? Dạ yêu nhau hơn một năm thì cưới ạ. Hơn một năm thì cưới, trong dạ. Một năm đó là có chia tay chia chân lần nào không, hay là thuận lợi cho tới lúc lấy nhau luôn? Dạ có chia tay chị. Lý do? Lý do là ảnh mê cái đội bóng đá, đợt Tây Ban Nha và Ý ảnh thua rất là đậm chị. Rồi ảnh bán trang sức của mẹ cho. Rồi ảnh mới láo là ảnh đi kết chứ không phải là ảnh đi cầm. Mà ảnh giấu em, đến khi em phát hiện ra thì ảnh đòi chia tay em. Ờ. Dạ, nhưng thực
tắc là trong lòng em không muốn chia tay ảnh. Em nói là thôi cùng làm để cùng trả nợ chứ em không có ý định chia tay ảnh. Lúc đó mình mới cảm nhận được là vợ mình thương mình. Lúc đó San sẽ chia sẻ với em rất là nhiều. Mà em là con người mà nói được làm được. Em nói em bỏ là em bỏ. Giống như hồi em còn đi học á, em mê chơi game lắm. Sáng nay đi thi đại học nè, 12 giờ khuya em vẫn chơi game. Thì người ta thiếu có nửa điểm là đậu đại học rồi. Em thiếu 7 điểm là đậu. Hay không ạ? À? Em thiếu có 7 điểm là đậu đại học rồi. Biết em nói cái kiểu mà em rớt mà anh không suy nghĩ ra là em thiếu có 7 điểm đâu. Bây giờ bỏ hết chưa? Đến thời điểm này đó. Thì bỏ rồi. Và anh nghĩ là khi mà anh đã quyết định bỏ là hai đứa bắt đầu tiến tới hôn nhân, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái giai đoạn mà mình cần phải đại nói hồi chuyện mặt đó, mình nói chuyện cho nó hùng hồn, cho nó lớn lên nghe. Dạ. Chứ cô dâu nãy giờ nói chuyện nhỏ quá. Bây giờ sau hôn nhân cái chuyện gì trước hôn nhân mà em không biết nè? Sau hôn nhân thì tụi em có em bé liền, cho nên những cái vấn đề mà về riêng tư thì em không có quan tâm nữa, tập trung cho em bé thôi. Tại em bé của em rất là khó. Mang thai thì mới có được cái mấy tháng là em bị động thai rồi. Là em phải nằm một chỗ không đi làm nữa. Kinh tế rồi sự chăm sóc là ảnh phải lo lắng hết từ A đến Z. Rồi đến khi sinh em cũng sinh non nữa. Nên nằm trong bệnh viện. Vợ em gần như là nằm liền một chỗ luôn. Tại vì bác sĩ nói nếu mà đi lại hay là đi động gì đó là coi là bị tụt luôn. Nói chung là lúc đó vợ em gần như là nằm một chỗ là không có làm gì được. Anh mình cũng phải bưng tới bà nhiều khi đi vệ sinh mình lau lo cho vợ thêm. Rồi thêm đứa con bị sinh sinh non nữa hả? Rồi cái lúc đó thì như thế nào, em có đứt ruột đứt gan với vợ với con mình không? Em là cái người mà rất là khó khóc, nhưng mà đó là lần đầu tiên em khóc. Lúc khi mà là lúc mà con sinh ra là em được bầu, em bế con. Và cái lần thứ hai em khóc là lần em nghĩ rằng là em sẽ mất vợ và con em sẽ mất mẹ. Tại vì lúc sinh trong được đâu mấy tiếng á thì vợ em bị băng huyết. Mà lúc đó 12 giờ khuya rồi, chỉ có một mình em với một chị y tá đẩy vợ em tới cái phòng đó. Thì lúc mình vừa đẩy mình vừa khóc, nói chung lúc đó em rất là sợ. Thì cách đó mấy tiếng là mình rơi nước mắt vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì gọi cho mẹ em là em thông báo là em được làm bố rồi. Em phúc lắm, nhưng mà lần thứ hai là em rơi nước mắt vì em buồn đấy. Lúc đó là hai cái em, cảm xúc nó trái ngược, xúc trái quá ngược trái ngược luôn cùng một thời điểm. Rồi còn lúc đó vợ thì sao? Lúc đó cảm giác em chỉ biết nắm tay chồng, em cứ nắm tay ảnh hoài. Em sợ là em chưa kịp bế con nhiều, rồi chưa kịp nói những cái lời này với chồng mình gì, thì em sợ là em ra đi ấy. Em rất là sợ, sợ đến mức độ mà phải cố gắng nhìn ảnh, phải cố gắng giữ được phút nào hai phút đó. Nhưng mà có nói được gì với chồng dạ không đó? Lúc đó em như mơ mơ rồi chỉ nhìn thôi, không nói được chị. Nếu mà em có thể nói được thì em sẽ nói điều gì với chồng lúc đó? Em kêu là anh cố gắng chăm con đừng có đi nữa. Vậy hả? Vậy thì nghĩa là chị muốn ảnh chỉ có duy nhất mình ở trong cuộc đời thôi. Chị hôm nay là hai vợ chồng nghe được cái cảm xúc của nhau ở cái thời điểm mà thập tử nhất sinh như vậy á. Em có muốn nói gì với chồng em không? Từ cái lúc mà em mang thai đến lúc mà em sinh thì em rất là cảm ơn chồng em quan tâm chăm sóc em rất là chu đáo, hơn cả mẹ ruột của em nữa. Ảnh rất là thương em, em rất là cảm ơn, rất là trân trọng điều đó. Bây giờ em bé được nhiêu tuổi rồi? Dạ được 29 tháng rồi. Trời ơi, đã, gái con trai? Dạ con gái. Trời đã nữa. Thôi bây giờ chúng ta mình cho nó vui vui đi. Qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ em muốn ông xã em là quan tâm đến mẹ con em một xíu. Quan tâm đến cảm giác, đến suy nghĩ của mình. Tại nhiều lúc mình đi làm cái áp lực của công việc về, mình muốn chia sẻ cho ảnh, muốn nói cho ảnh nghe hôm nay mình như thế nào cho ảnh biết. Nhưng mà nhiều lúc em nói xong ảnh cứ rồi cho qua, chứ không có chia sẻ, không có phản ứng lại. Nhiều lúc em rất là buồn. Còn em mong mỏi bà xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn vợ em là có cái tính gọn gàng chút xíu, thông minh lên một chút xíu. Tức là nhiều khi đang coi tivi, vợ em hay hỏi em những cái câu hỏi thuộc cái dạng như là: anh ơi hôm bây giờ mấy giờ rồi? Thì em quay trả lời: bây giờ 7 giờ. Ủa về một tiếng nó là 8 giờ đúng không anh? hay là bữa hôm nay là thứ năm thôi, vậy ngày mai là thứ sáu đúng không? Em nói luôn đi, ngày mốt chủ nhật em đúng ơi. Nhiều khi đang coi phim tự nhiên quay qua hỏi gì thì mình cũng thể tìm trả lời của gì kỳ. Không phải đâu, nhiều khi cố tình hỏi yêu gì đó. Không, hỏi thật. Dạ anh Thuận nói đúng rồi đó. Nhiều lúc mình muốn nói cái gì anh không chịu phản ứng lại thì em phải tạo sự chú ý như đó. Hai vợ chồng này trái ngược cái sợ luôn. Ông này rất là thương vợ.
Không, bây giờ chị thấy vậy nè, chồng của em á gọi là một cái người rất là mở, có nghĩa là có làm sao á thì dạ, là bộc lộ như vậy, không có giấu giếm gì hết. Ngược lại á thì em lại quá giấu giếm cảm xúc của mình, em lại cứ để chờ chồng em đón ý. Thì chị thấy là như vậy nè, về phía em á, em giảm lại một chút xíu, có cái gì á thì em cứ việc nói, nhưng mà mình lựa cái lời nói á để cho nó nhẹ đi bớt. Về phía em đừng bắt đón ý nhiều nữa, đã gặp chồng mình cái tánh chồng mình thẳng như ruột ngựa vậy á, là mình cứ việc nói thôi đó. Thì cái đó là nhỏ thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà chị chỉ nói em nè, em đã từng trải qua cái cảm xúc thập tử nhất sinh của vợ, gần như là suýt nữa mất vợ, thì chị nghĩ là em phải trân quý cái mà em đã không bị mất. Cho nên cái điều nguyện vọng mà vợ em muốn là em quan tâm đến vợ em một chút á, thì chị nghĩ là em nên suy nghĩ lại cái điều đó. Đó thì chị chỉ có một cái chia sẻ như vậy đối với vợ chồng em thôi. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai em. Chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị.